Chào bạn, hôm nay Vivita sẽ giới thiệu với các bạn một dòng mặt nạ thải độc, đó là dòng mặt nạ thải độc Bio Detox Mask. Đây là một dòng mặt nạ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Gen. Nói về công ty Thế Giới Gen này còn có tên gọi tắt là Geneva Việt Nam, thì đây là một trong những công ty đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này tại Việt Nam. Họ chuyên nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm có ứng dụng từ công nghệ tế bào gốc để phục vụ cho y học tái tạo và mỹ phẩm sinh học. Công ty này thì tọa lạc ở khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, nên là các bạn có thể yên tâm khi mà sử dụng những sản phẩm của công ty Geneva Việt Nam nhé. Nói về dòng mặt nạ thải độc Bio Detox Mask thì nó sẽ có hai size. Đầu tiên đó là size nhỏ, size này có dung tích là 80g. Các bạn có thể sử dụng cái size này được từ 2 đến 3 tháng. Ngoài ra thì họ còn sản xuất thêm một cái size lớn có dung tích là 250g. Cái size lớn này thì các bạn có thể sử dụng được từ 6 đến 8 tháng. Nên là nếu mà chúng ta đã sử dụng mặt nạ này hiệu quả rồi thì chúng ta nên mua size lớn để nó có thể tiết kiệm hơn nhé. Các bạn nên sử dụng cái mặt nạ này từ 2 đến 3 lần một tuần để nó phát huy được hiệu quả tối đa của sản phẩm. Mình xin lưu ý với các bạn một điều, đó là nguyên lý thải độc da trong mỹ phẩm thì nó là một cái cách khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm, nó sẽ kích thích cái hoạt động của hệ tuần hoàn bạch huyết dưới da, cũng như nó kích thích cái chức năng bài tiết, chức năng hô hấp và chức năng hấp thụ của làn da nhờ vào những cái tác động của mỹ phẩm. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái mặt nạ Bio Detox Mask. Cái mặt nạ Bio Detox Mask thì nó sẽ phù hợp với tất cả các loại da, đặc biệt là những bạn da dầu, da bị mụn hoặc là da đang trong cái quá trình mà chúng ta cần thải độc cho da. Tuy nhiên, nếu mà các bạn có một cái làn da nhạy cảm hoặc là một làn da dễ kích ứng với các loại mỹ phẩm mới, và đặc biệt là nếu các bạn đã từng sử dụng những loại mỹ phẩm không có rõ nguồn gốc, thì chúng ta nên bắt đầu từ việc sử dụng cái mặt nạ Bio Sensitivity Mask. Như vậy thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta có thời gian để kịp thích nghi với sản phẩm mới nhiều hơn. Để sử dụng mặt nạ Detox Mask thì chúng ta nên chọn một khung thời gian mà chúng ta có thể là có cái sự thư giãn. Chúng ta nên làm vào buổi tối sau khi mà chúng ta đi học và đi làm về. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải làm sạch da bằng các bước là sử dụng sản phẩm tẩy trang, sản phẩm sữa rửa mặt. Nếu mà cái ngày đó là cái ngày mà chúng ta cần tẩy tế bào chết trong tuần thì chúng ta cũng sẽ tẩy tế bào chết. Mình lưu ý là nếu muốn có một làn da đẹp thì chúng ta nên tẩy tế bào chết từ 1 đến 2 lần một tuần nhé. Và sau khi tẩy tế bào chết xong thì các bạn nên sử dụng một cái bước là bước nước hoa hồng, hay còn gọi là toner, hoặc là một số hãng thì họ sẽ ghi là lotion, để cân bằng lại cái độ pH trên làn da của chúng ta. Vì khi da của chúng ta có độ pH ổn định, cân bằng thì nó sẽ hấp thụ được rất là tốt những cái bước dưỡng tiếp theo. Sau khi mà chúng ta sử dụng nước hoa hồng xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái mặt nạ Detox Mask này bằng cách là chúng ta sẽ lấy ra một lượng từ 3 đến 5 ml, tương đương với 2 đến 3 lần mà chúng ta bấm cái vòi này. Nhưng mà nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng nhiều hơn hoặc là mặt của các bạn lớn hơn thì các bạn có thể sử dụng thêm. Sau đó chúng ta sẽ massage đều trên khuôn mặt của chúng ta, massage theo chiều nâng cơ từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Bên cạnh đó các bạn có thể thực hiện các động tác như là chúng ta bấm huyệt, những cái huyệt như là huyệt thái dương hoặc là những cái huyệt hốc mắt của chúng ta để tạo ra cái cảm giác thư giãn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vỗ nhẹ trên khuôn mặt của chúng ta để sản phẩm được thẩm thấu vào da của chúng ta tốt hơn. Sau đó thì các bạn sẽ nghỉ ngơi, thư giãn, chúng ta có thể đọc sách, nghe nhạc trong vòng khoảng thời gian từ 30 đến 45 phút để sản phẩm của chúng ta có thời gian thẩm thấu vào da của chúng ta được nhiều hơn. Sau khi mà chúng ta để cho cái mặt nạ này trên da của chúng ta từ 30 đến 45 phút thì chúng ta sẽ làm sạch nó bằng cách là rửa mặt lại với nước. Mình lưu ý đó là chúng ta sẽ chỉ rửa mặt lại với nước thôi chứ không có sử dụng sữa rửa mặt nha. Vì lúc này da của chúng ta đã rất là sạch rồi. Khi mà các bạn sử dụng cái mặt nạ này xong thì các bạn sẽ thấy một cái vấn đề là da của chúng ta rất là mịn màng và mềm mại. Cảm giác rất là thích. Các bạn nên sử dụng mặt nạ này từ 2 đến 3 lần một tuần nhé. Khi mà da của chúng ta có độ ẩm và có cái sự sạch sẽ thì những vấn đề trên da sẽ được cải thiện rất là nhiều. Đặc biệt là tình trạng da bị tiết quá nhiều dầu hoặc là quá nhiều mụn trên khuôn mặt của chúng ta, nhất là mụn ẩn hoặc mụn li ti. Bên cạnh đó thì những cái làn da khô hoặc là da bị nám, bị lão hóa thì nó cũng được cải thiện rất là nhiều. Và đây là bảng thành phần của sản phẩm. Các thành phần này thì đều được chiết xuất từ quả đu đủ xanh, từ nha đam đã được loại bỏ anion. Anion này thì nếu mà sử dụng nguyên chất không loại bỏ thì nó sẽ dễ gây kích ứng cho da. Nên là khi mà loại bỏ cái chất này ra khỏi nha đam thì nó sẽ không gây ra cái tình trạng kích ứng cho da, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Ngoài ra thì nó còn được chiết xuất từ gạo, từ ngô hữu cơ. Đây là những sản phẩm không có biến đổi gen. Bên cạnh đó thì còn có thêm nấm đông trùng hạ thảo, cây kim ngân hoa và cây lúc lát. Tác dụng của mặt nạ Bio Detox Mask đó là thải độc da, giúp làm sạch sâu các tế bào trong da, giúp bảo vệ da tránh khỏi những tác nhân gây oxy hóa trên bề mặt da. Đồng thời nó cũng tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất và làm chậm quá trình lão hóa của làn da.
Ngoài ra thì cấu trúc tạo màng natural film former, đặc biệt là từ glycogen, sẽ giúp cung cấp năng lượng cho tế bào da, giúp da có độ ẩm tối đa. Chiết xuất từ nấm đông trùng hạ thảo sẽ giúp kích thích bài tiết và giảm độc tố cho làn da, giúp dịu ngay làn da bị kích ứng, ngăn ngừa kích ứng cho da trước và sau quy trình chăm sóc da và trị liệu da. Một số lưu ý khi sử dụng mặt nạ Bio Detox Mask đó là chúng ta nên kết hợp với các sản phẩm sinh học, ví dụ như là sữa rửa mặt Bio Multi Cleansing hoặc là tẩy da chết High Clean để có hiệu quả tối đa. Nếu mà da của các bạn thuộc loại da nhạy cảm hoặc là da đang bị nhiễm chất độc hại, da có làn da mụn li ti hoặc là da đang hư tổn, thì có thể là trong thời gian đầu chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ có cảm giác châm chích nhẹ, mụn có thể nổi lên nhiều hơn. Đây là quá trình đào thải tự nhiên, một phản ứng rất là bình thường. Tuy nhiên nếu có lo ngại thì các bạn có thể hỏi ý kiến của chuyên gia xem chúng ta có nên sử dụng tiếp sản phẩm nữa hay không nhé. Cá nhân mình thì đã sử dụng sản phẩm này được 6 tháng và tại spa thì trong các liệu trình thải độc cũng như là các liệu trình điều trị mụn thì đều có đưa cái sản phẩm này vào sử dụng, cũng như tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm này tại nhà thì đều ghi nhận được một cái feedback rất là rõ ràng, đó là sau từ 2 đến 3 tháng thì tình trạng mụn ẩn hoặc là tình trạng mụn đầu đen hoặc là tình trạng da có tiết nhiều dầu quá mức thì đã được cải thiện rất là đáng kể. Nên là mình hy vọng rằng bạn sẽ phù hợp với cái dòng sản phẩm này. Và trong mỗi video giới thiệu về sản phẩm thì Bivita sẽ dành tặng ra cho 5 bạn khách hàng 5 sample về sản phẩm để các bạn có thể sử dụng thử trước khi các bạn quyết định xem là chúng ta có nên sử dụng lâu dài cái sản phẩm này hay không. Nên là mình mong rằng bạn sẽ nhận được nó và bạn sẽ thích nó nhé. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về cái việc sử dụng sản phẩm này cũng như là việc mà sử dụng các loại mỹ phẩm khác hoặc là điều trị các vấn đề về da thì các bạn có thể liên hệ với Bivita hoặc là để lại comment ở bên dưới. Chúng mình sẽ liên hệ lại với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.